Vâng, xin chào mừng các bạn đến lại với kênh của mình. Thì mình là WinFan đây. Hiện tại là mình đang có mặt ở server Taiwan X169 các bạn. Hiện tại là mình đang ở sự kiện Giáng sinh. Đây. Nay là mình sẽ nhận được một móc quà cuối. Đây, nhận cho các bạn xem. Và mình sẽ review cái sự kiện là bó kẹo vô hũ đang lấy mảnh LR. Chúng ta tiếp tục quét cái này để mình nhận. Đây. Chúng ta quét đi. Xui nó gan ngon các bạn, nó không có tỷ lệ đâu. Cái nữa ra là rợt sao không ra ta, lờ rợt đi nào. Hên ra túi LR. Trời ơi bạn. Cái này thì các bạn cứ bỏ đại vô thôi, chứ nó cũng hên xui lắm mấy bạn ơi, không có công thức nữa. Tay không? Ra LR. Ok, ngon. Trong đó có gì thì rồi, ok. Cái này là quay, để mình quay hết 292 cái. Quay nè. Ai. Huy hiệu Giáng sinh và kim cương. Cái này là chip, cái đồ linh tinh thôi. Vô đi. Ra đồ ngon. Câu chơi con Phật đồ ngon đi. Đồ ngon. Ngon. 588. 588. Ngon nghèo. 5 kim cương. Kim cương. Ê. Kim cương. Có kim cương rồi các bạn ạ. Cương nhiều.
màu xanh là kim cương nhỉ, tím là ép, ép luôn kim cương, trời ơi ép luôn, không ra được cái gì, nhận không được nữa chứ. Đây phần quà nó nằm ở trong đây, bar nè, chọn đây phần viên trợ, chọn viên trợ thôi, cái này cũng vậy, cái này thì sẽ chọn cái này lại ha, okay. Bar thì sáng mảnh sẽ chọn Ellie. Đây thì hiện tại thì sự kiện giáng sinh cũng có như đây thôi, chứ một cái đổi linh tinh đổi phần vũ khí thôi, cũng không có gì đặc biệt. Sự kiện giáng sinh thì mình cảm thấy cũng kiếm nguyên liệu thì được ha. Thì video mà đến đây, video của mình đến đây cũng đã hết rồi, thì mình xin tạm dừng video tại đây. Và nếu các bạn có ủng hộ mình thì hãy nhấn thích video này, bình luận để đóng góp ý kiến của các bạn cho mình biết rằng mình có thể khắc phục lỗi của mình. Và hãy nhớ là đừng quên là đăng ký kênh của mình và nhấn chung thông báo nhỏ nhỏ ở dưới để nhận những video tất là những video về game Người 98 của mình nha. Rất vui và được làm video clip cho các bạn xem và được hướng dẫn các bạn. Nói chung mình hướng dẫn chỉ là tham khảo góp ý cho các bạn thôi ha. Thì chứ không phải là, nó cũng là ý kiến cá nhân của mình thôi, chứ mình cũng không có ép buộc hay là gì hết trơn á nha. Thì chúc các bạn có một ngày tốt lành cùng người thân và gia đình, và hãy nhớ là dành thật nhiều thời gian cùng với ở bên họ nha. Rất mong được các bạn ủng hộ tiếp theo. Mình là WinFan, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye. I love you guys.